Hai chào nha, mình là đây đây. Clip này gì? Clip này là admin vừa mới update rồi nha bạn nha. Đây các bạn thấy nha. Đây. Admin vừa mới update, nói chung là trong map á là cái thời gian các bạn thấy nha, có một cái thời gian để đếm ngược rồi. Đó. Nhưng đây là chỉ là một cái gọi là hé lộ bạn, hé lộ gọi là big update của bạn ha, là thời gian đếm ngược ấy. Chưa anh. Từ từ, anh chủ tịch này vội quá. Từ từ. Đấy, thì admin đã cho thêm cái thời gian các bạn thấy chưa? Đấy, thời gian big update nha bạn nha, là 5 ngày nữa các bạn ha. Nhưng cái này không quan trọng bạn ơi. Cái update này nè bạn, admin đã update thêm nha bạn nha. Mình không đùa đâu, nhưng mà admin không có ghi các bạn, admin không có ghi, tại vì mình xem cho admin trong cái Discord admin, admin không có ghi là update cái gì đó nha bạn nha. Các bạn thấy nè, đây trong là, đây trong là Discord admin đúng không bạn ha, nè update log nè, không thấy phải không? Đó, không có gì hết các bạn thấy chưa, admin chỉ có đưa thời gian thôi. Nhưng mà một cái điều quan trọng, admin đã update nha bạn nha, thật sự là update luôn. Update cái gì? Đính chính là update đúc cái requirement đó bạn. Đây các bạn thấy nha, đây ôi các bạn thấy nha, requirement bây giờ đó bạn. Bây giờ các bạn nhìn nha, 35% RAM. Trước đó là chỉ có 20% đúng không? Với lại 10% cooldown thôi, bây giờ là trời 35% RAM. Và cái thời gian cooldown ngang với Almighty luôn mày. Mày thấy không nè? Thời gian 15% mày không nè, ngang với Almighty luôn. Hồi xưa là có 20% RAM với lại 10% giảm nhanh hồi chiêu thôi. Còn bây giờ là 35% RAM và 15% giảm nhanh hồi chiêu, bạn thấy chưa? Cộng thêm tầm còn hơn cả Almighty nó ăn hơn 10% luôn nè, thấy chưa? Ui. Vậy nha, vậy là các bạn hãy tính cho mình ha. Ví dụ như là một Almighty đi đúng không, các bạn tính thêm 100% đam của một nhân vật của cho mình ha. Đấy, ví dụ như là Almighty là 208 đúng không, cộng thêm 100% đam của nhân vật bình thường đúng không bạn, là tổng Almighty sẽ là 380% đúng không. Đây mình tính nha, là 380% đúng không bạn, đúng không? Rồi Almighty nha, bạn tính nha, 35% đúng không? Rồi các bạn tính đi, bây giờ cộng thêm cái đam nhân vật chính nữa, cái chính của mình á là 135% đúng không bạn ha. Nếu mà nhân vật đặt 2 đúng không bạn ha, chỉ còn đặt 2 thôi là các bạn nhân 2 lên cho mình, đã là 270% rồi phải không nè, là thua Almighty. Đặt 2 nha, nhớ nha, chỉ đặt 2 thôi mà thua Almighty có 10% đam mà, nhưng bù lại hơn 10% tầm, phải không? Ui, review bây giờ mới có giá nha bạn nha, review bây giờ admin búp mạnh vãi luôn bạn. Mình không biết là admin có thể là búp lố hay không đúng không bạn. Đấy, mình không biết là admin có búp lố hay không, nhưng mà hiện tại là cái review này rất là bá luôn nha bạn nha. Rồi bây giờ là 2 thôi đúng không, các bạn tính cho mình nè, nếu ví dụ như là những nhân vật đặt 3 đi, bảy chưa, 405% đam là hơn Almighty 20-25% chưa đúng không bạn. Rồi tiếp tục nha bạn nha, đặt 4 nè, bảy chưa, 540% đúng không. Rồi một nhân vật nữa mới chính là Juno đúng không bạn, 5 nhân vật các bạn coi nè, trời ơi 675% đam, what, 675% đam phải không? Đặt cho 5 nhân vật nha bạn nha, thì các bạn hãy tính cho mình đó là cộng thêm, là nhớ cho mình ha, cộng thêm đó chính là gì, đó chính là 100% đam của nhân vật chính của mình đúng không, cộng thêm 35% đam của Rewarm là 135 đúng không bạn. Almighty cũng vậy. Còn nếu không á, các bạn muốn dễ nữa thì các bạn chỉ cần cộng 35 nè, 35 nhân 5 đúng không bạn, đấy là 175% phải không. Đó, 175%, nhưng mà tính như vậy thì cũng không có đúng lắm đúng không bạn. Đấy, không có đúng bằng cái gọi là cái đam hồi nãy các bạn đó. Đấy, các bạn phải tính cái đam tổng nhân vật của bạn là 100% đam của một nhân vật đúng không bạn? Đó, 100%. Cộng thêm đó 35% của cái requirement bạn. Đấy. Là tổng là 135% đúng không bạn? Đấy, tính vậy mới chuẩn nha bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi test thử cho bạn xem nè. Giữa requirement và Almighty. Đấy, mạnh như thế nào? Rồi. Rồi đây. Thì mình sẽ nhờ chủ tịch đem một cái nhân vật cũng là Juno các bạn ha, và đặt 5 nhân vật cho bạn xem ha. Đây, vô. Đây, đặt cho bạn xem ha. Đấy, khi mà một Almighty các bạn với lại 5 Requirement sẽ khác nhau như thế nào nha bạn nha. Rồi, đi nè. Mình sẽ đặt búp tiền các kiểu, farm tiền các bạn ha, để mình đặt full 5 nhân vật Juno này nâng max cho bạn xem tổng đam là các bạn biết liền à. Đấy. Quá trời luôn á. Vậy là mạnh lắm luôn á các bạn thấy không? Ui. Mạnh kinh khủng luôn ấy, không đùa đâu, bá lắm luôn đó các bạn. Đúng không các bạn, bá cực kỳ luôn. Đấy, rồi. Ủa, từ từ nha, mình thắc mắc ha bạn ha. Thí dụ nha, như hồi nãy là 135 đi đúng không, 135 nhân 2 là 270 đúng không, nhưng mà ví dụ như 35 nè, đúng không các bạn, giờ tính 35% đam thôi, nhân 5 là 175 đúng không các bạn, 175 cộng thêm 100% là 275 lận, phải không? Thấy không, là 275 lận là cũng vẫn hơn Almighty nha.
đúng không, vẫn gần ngang ngang Almighty luôn đó bạn, đúng không bạn? Đấy, nếu mà tính kiểu đấy, nếu mà tính cái kiểu mà như vậy đó các bạn. Ờ, nếu mà tính kiểu đó thì mình ví dụ vậy thôi, nếu mà tính kiểu đó như mà vậy sẽ sai ấy. Không anh, đấy, không ngủ đam. Nếu mà tính kiểu đó thì mình nghĩ là sẽ hơi sai một chút nha bạn nha. Đấy, nếu mà tính kiểu đó thì sẽ hơi sai một chút ấy. Là Real World sẽ thua đặt cái 5 nha bạn nha, đúng không bạn? Nếu mà đặt cái 5 á, nếu mà tính vậy thì đặt cái 5 thì sẽ thua Almighty 5% đam. Nhưng mà mình nghĩ là tính vậy sẽ sai. Đấy. Nên là tính á, các bạn cũng tính chuẩn á là phải tính thêm 100% đam của một nhân vật, đúng không bạn? Đấy, 100% rồi cộng thêm 35 vô. Đó, cái đó mới là chuẩn các bạn ha. Rồi, bây giờ là đây, bảy nha. Đó. Rồi, nhân vật của anh chủ tịch thì bay thấy nha. Đây, đây là Almighty nha bạn nha, mới đặt ra nữa bạn. 9100 bạn thấy chưa? Mới đặt ra là 9100 ha. Rồi mình sẽ đặt 5 nhân vật ra cho bạn xem ha. Thì đây chỉ là một nhân vật thường nha bạn nha. Các bạn nhớ lưu ý cho mình ha, đây chỉ là một nhân vật thường à. Bạn nhớ nha. Không phải là shiny thì shiny sẽ tăng thêm 5%. Thì cái đó lát hồi mình tính sao đi ha. Đấy, tính nhiều quá lát hồi mình nhức đầu quá bạn ơi. Tính lát hồi lát nhức đầu đó. Rồi bây giờ tôi đặt những như 5 nhân vật ha. 1 nè. 2 nè. Đấy nha. Đây. 3 4 từ từ chưa hết các bạn nhìn nha, một nhân vật đã là 3000 rồi, có thấy chưa? 5 nhân vật là 15k có thấy chưa? Hơn hôm nay thấy chưa? Đúng không? Ủa trời, gì nâng nhanh vậy? Cái gì vậy? Cái gì nâng lẹ vậy chủ tịch này? Đấy, hồi nãy là mới cái tính cái đặt ra nha bạn nha, nhớ nha. Hồi nãy là 9100 luôn các bạn ha. Đây là max level nha bạn nha. SSS luôn này, max level thì mình cũng vậy luôn. SSS max level đó bạn nha. Thấy chưa? Đấy. Đó, mới đặt ra là 9k. Ủa từ từ. Max level. Đúng không anh? Juno đó, level 70. Đâu để hỏi coi. Rồi đúng rồi, ok. Là ok anh. nhầm. Rồi. Thì các bạn thấy nha, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Đấy các bạn thấy chưa? Nếu mà búp vậy thì trời, thực sự là Rewind rất là mạnh luôn á. Rewind là mạnh kinh khủng luôn, có thấy không? Đấy, rồi giờ cho anh chủ tịch, để anh chủ tịch nâng mắt đi ha bạn ha. Nâng mắt Juno đi các bạn coi là biết liền à. Hơn là hơn như thế nào luôn, phải không? Hơn là biết hơn như thế nào liền à. Đấy, hơn có 5% đúng không bạn? Không lẽ hơn 5% mà tính tổng lại lại hơn quá nhiều vậy, hơn cả 100k đúng không bạn? Không có đâu bạn coi đi. Thấy không? Nên hồi nãy mình nói các bạn á là tính chuẩn á là các bạn phải tính 100% của nhân vật đúng không bạn ha. Cộng thêm 35 nữa là 135% đúng không các bạn? Đấy, thì các bạn nhân 5 lên cho mình. Đó, là 6,7 thấy không bạn? Đó là hơn tới cỡ 6,75% đó các bạn thấy chưa? Đấy, 6 là tới tổng 5 nhân vật đặt ra là tới tổng đam là 675%. Các bạn nha. Hơn Almighty các bạn thấy chưa? Almighty á là 280 đúng không? Cộng thêm 100 nữa là có 380% thôi các bạn thấy chưa? Rồi bây giờ mình cho bạn xem nè. Bây giờ nha. Rồi mát rồi ha. Ok anh. Mát rồi nè bạn. Nè 78.000 từ từ, 78,937 các bạn nha. Giờ nhân cho 5% đi nha bạn nha, nên 5%. 5% là đam nhiều lắm là có 3.900 thôi các bạn nha. Đúng không? Tính nha. Nếu mà thêm 5% shiny các bạn thì nhân vật này á, nếu mà Almighty shiny đúng không thì chỉ là tầm là kiểu 82.000 thôi nha các bạn nha, đúng không? Mình tính chuẩn cho bạn luôn rồi đó, 82.000. Rồi bây giờ mình nâng max 5 nhân vật cho bạn xem nè. Dưới Rewind hôm nè các bạn xem nè. Trời ơi, một nhân vật 26.174. 26,174 nhân 5 nha các bạn nha. Trời ơi, một shiny. Không, shiny bỏ qua, cứ tính đây nè. Là nhiêu trội tổng quan coi kìa, 130.000 phải không? Hồi nãy nhân vật này max là chỉ có 82.000 đúng không? Shiny đó, tính như vậy đó. Nếu mà mình tính nhân vật này là shiny luôn nha bạn nha, là 82.000 đúng không? 83.000 luôn đó. Còn đặt 5 nhân vật ra là 130.000 rồi, có thấy chưa? Các bạn thấy hơn Rewind hơn như thế nào chưa? Ui, Juno là nhật best cho Rewind luôn bạn. Đúng không bạn? Tối ưu nhất các bạn. Mình nói best ở đây là tối ưu các bạn. Tối ưu nhất luôn ấy. Tối ưu nhất cho Rewind luôn nha bạn nha. Vãi. 5 con cộng lại 130k lận ha. Rewind mạnh quá. Con này max có 82k, mình tính shiny nha bạn nha. Tính shiny luôn á là con này max, con Juno Almighty max là có 82k à. Bạn thấy nha. Ui, còn 5 con này cộng lại thấy chưa, 26k nè, 26k các bạn. Tính nha. Tính nhân 5 lên cho mình là xong à. Nè 26k tròn luôn đi ha, 26 nhân 5 luôn. Bây giờ 130k bạn thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Ui. Ui vãi.
thấy chưa? Đấy, tại mình không có con nào mà đặt ba con đó các bạn, nên mình không biết rì đà sơ ba con được. Trời ơi, ngon vậy, vãi rì quơm vô mạnh lắm luôn các bạn. Từ từ nha, à, mình muốn chắc nữa bạn, các bạn muốn chắc nữa đúng không? Đâu mình lên gọi là YouTube cho bạn xem luôn. Alo, ông Mai Thi. Đây, mình sẽ lên YouTube mình xem cho bạn xem luôn ha. Đây, bạn xem nha. Nếu mà mát các bạn, một nhân vật Juno Almighty này bạn, mát sẽ như thế nào ha. Ôi từ từ coi, có không vậy? Bạn có ai mát level không? Có ai mát level không? Có ai mà Juno mát level? Ủa cái gì vậy? Cái gì ai mà nhiều cổng vậy? Cái gì vậy? What? Đây, mình thấy có cái ông nước ngoài này các bạn. Đấy. Trời ơi bạn coi nha, phải 70 không? Đã 70 nè bạn, 70 nè, 70 nè. Đây 70 nè, 70 nè. Rồi mát Juno nhiều. Ủa sao thấy mặt ổng rồi? Ủa từ từ. Ủa cái gì mặt ổng không vậy? Từ từ nha. Mình thấy mặt ổng không hả bạn ơi? À đây. Ủa này Legion Captain mà. Ủa Juno đâu? Từ mấy bạn đợi mình một xíu nha. Để mình xem Juno của bạn. Juno ổng đặt mát ra là biết liền à, nhân vật bao nhiêu biết liền à. Đây đây các bạn thấy chưa? Mình tính chuẩn không? Các bạn thấy chuẩn không? Trời mình nói mình tính chuẩn cho bạn luôn, thấy không? 82.000 shiny nha bạn nha. Đây. Đây là shiny nha bạn nha. Đây. Almighty shiny nè. Mát là 82k600, thấy không? Mình tính hồi nãy cho bạn là chuẩn nhất có thể luôn rồi, thấy chưa? Không sai một ly một tí luôn đúng không? Đó là cho là 83 luôn đấy. Và các bạn tính tổng của 5 nhân vật hồi nãy mình tính đi, 26k nhân 5 là 130k đúng chưa? Đúng không? Đúng chưa? Mình không nói xạo đúng không? Mình nói gọi là chuẩn từng ly từng tí từng cái đam cho bạn thấy luôn rồi đúng không các bạn ha? Đấy. Nên là các bạn đừng có tính mà kiểu mà 35 mà nhân 5 này trước nha bạn nha, là 175 đúng không? Đấy, vậy là sai nha bạn nha. Đấy, là sai chắc chắn luôn, nên các bạn đừng có tính vậy ha. Các bạn hãy tính thêm 100% đam của nhân vật của mấy bạn nữa là 135 đó bạn, đúng không? Là 100% nè. Cộng thêm 35% của cái đam của Realm nữa nha bạn nha, là 135. Đúng không? Nhân 5. Đó, vậy mới đúng nha bạn nha. Trời ơi, Realm mạnh lắm luôn á bạn. Trời ơi, nguyên bức Realm mạnh kinh luôn phải không nè. Mình nãy giờ mình đặt đúng cái Juno các bạn. Thôi mà đam mình chấp cả Juno Almighty của anh chủ tịch đặt trước đúng không các bạn ha, đặt trước luôn rồi nhớ bạn nha, nhớ nha, Juno Almighty đặt trước luôn rồi. Đam mình nữa bạn, nhìn nè, đam mình chắc gần bằng luôn phải không? Đam kìa, đó đặt trước chấp luôn nha, gần quay cuối mình mới đặt. Mà các bạn để cho mình nữa nè, cái tầm nè các bạn coi nè, cái tầm nè 43 tầm đấy, còn Almighty có 39.9 nè. Trời ơi, mà rượu ông trời 43 tầm, ui phải má thiệt luôn mày không nè. 8.5 mày không? 8.5 8 chấm. Ủa sao kỳ vậy? 8.5 8 chấm. Ủa là sao? Ủa là sao admin? Ủa còn không có bát gì đó, không biết có thêm bát gì không nha bạn. Ủa sao có 8 chấm vậy ta? Ủa à chắc do spirit á. Ờ đúng rồi, có thể là do spirit á, chứ mình nghĩ là tại vì thua 10% đam. Nếu mà hai bù lại tầm đó, nếu mà những nhân vật đặt nào mà đặt hai nhân vật nha bạn nha, những nhân vật này hai nhân vật thì mình cũng tính cho bạn rồi đó, thì 135 nhân 2 đúng không bạn ha, đấy là 270% đam đúng không bạn ha, là gần bằng Almighty luôn rồi, phải không? Đặt hai nhân vật luôn mà gần bằng Almighty, nhưng mà Realm vẫn bù lại cái tầm nha bạn nha, thu 10% đam nhưng mà hơn được 10% tầm đấy, thì Realm bây giờ mới đúng là xứng đáng là 0.2 các bạn ha. Đấy, búp như vậy thì mình nghĩ là mình không biết là Almighty có bị yếu lại không các bạn. Tự nhiên búp phát mình thấy Almighty yếu lại luôn các bạn. Mình nói thật. Đấy, mình hơi lung lay các bạn ơi. Đấy, tự nhiên búp phát là mình cảm giác như Almighty bị yếu bớt các bạn. Đấy. Almighty tự nhiên bị yếu bớt luôn các bạn. Đấy, rượu mạnh quá phải không nè. Đấy, mình chấp đặt trước luôn nha các bạn nha. Mình chấp đặt trước như là 15 quay luôn hay sao á, mấy quay cuối mới đặt các bạn, coi hơn đam luôn rồi thấy chưa? Hơn đam luôn các bạn không? Vãi thiệt sự chứ. Phải không nè? Nhưng mà chắc mình nghĩ cái này là có spirit up rồi sao các bạn? Chứ rượu rồi hình như là búp cái giảm hồi chiêu ngang mà, ngang với Almighty của các bạn đúng không bạn? Hồi nãy mình cho bạn xem đó là cũng 15% mà là phải 8.5 chứ ta. Tự nhiên còn 8.5 chứ mình nghĩ là cái cục spirit up các bạn. Phải thật sự luôn ấy. Ồ, rồi. Thì mình cũng đã review cho bạn thấy như thế nào là sức mạnh của Realm rồi nhớ bạn nha. Nhớ bạn nha. Đấy, mình nghĩ sau khi admin búp cái Realm này mình nghĩ cái Almighty bắt đầu lung lay rồi các bạn ơi, cái Almighty bắt đầu cái dương miệng các bạn. Cái dương miệng hồi trước giờ các bạn bắt đầu lung lay rồi đúng không các bạn? Đấy. Rồi. Thì bạn thấy nha, đây, bạn thấy đam chưa? Bạn thấy khác biệt chưa? Đấy.
các bạn thấy chưa, đúng không? Đó đó, thấy chưa, lung lay chưa, thấy chưa, thấy lung lay chưa, lung lay chưa. Rồi nói đi cũng phải nói lại cho bạn thôi, nhưng mà Almighty vẫn được hơn Rewind, đó chính là gì các bạn? Tất nhiên rồi, cái dương miệng các bạn, cái dương miệng mà sao thua cái đôi cánh này được, đúng không các bạn, đúng không các bạn? Sao thua cái tiên thần này được, không có thua được. Nói vậy thôi thì mình cũng phải khen Rewind lại một chút các bạn ha. Thì rồi Rewind á sẽ hơn cái gì, hơn đó chính là đạt được một unit đó các bạn, là các bạn sẽ đỡ tốn tiền hơn. Ví dụ như là các bạn đi Almighty hơn cái Requiem á là gì, đó chính là đạt được một unit và sẽ lợi cho tất cả các bạn khi mà các bạn ví dụ đi đi tower, đúng không các bạn ha, đi tower nè, đó phải nha, đi tower nè, hoặc là đi mấy cái gọi là 15 quay á các bạn. Chứ mình nghĩ là về sau các bạn sau khi update này các bạn thì chắc chắn là sẽ ra mấy cái 15 quay nhiều lắm luôn các bạn đó, nên là Almighty sẽ tối ưu hơn cái việc đó các bạn ha. Đó, Almighty sẽ tối ưu hơn cái việc đó, đó chính là đi mấy cái này các bạn, đặt đỡ tốn tiền các bạn. Trước Requiem đó các bạn mình nâng max hai nhân vật đúng không các bạn, tiền cực kỳ nhiều luôn ấy, thật sự luôn, đúng không? Đó nên là các bạn sẽ đỡ tốn tiền hơn đấy. Almighty sẽ giúp cho các bạn đỡ tốn tiền hơn và các bạn sẽ có một cái lượng nam to để đép đầu được luôn, đúng không, đúng không các bạn? Đấy, thay vì các bạn phải đặt nhiều nhân vật đúng không các bạn, đó thì các bạn chỉ cần đặt một nhân vật cũng nhiêu đó tiền đúng không các bạn? Đấy, cũng nhiêu đó, thí dụ như là nhân vật này mới đặt ra 500 đồng đúng không các bạn, Almighty thì đặt ra sẽ giúp các bạn đép đầu được liền luôn. Đó thì nói vậy thôi chứ bạn, chứ mình thấy Requiem tự nhiên búp giờ báo các bạn ơi, mình tưởng búp 30% thôi các bạn, đúng không các bạn, 30% đam thôi, tôi búp 35% đam, đặt ba nhân vật cho lên là hơn Almighty chắc chắn luôn các bạn, hơn 100% luôn ấy, hơn nhiều luôn nhá các bạn, rất nhiều luôn các bạn, vãi thật sự chứ. Mà còn thêm búp thêm cái thời gian hồi chiều ngang luôn đó các bạn, giảm dây ngang luôn đấy, chỉ có hơn tầm thôi các bạn, phải thiệt chứ. Đó rồi mình không biết tương lai sao, mình có búp thêm cho Almighty không thì mình không biết ha. Thì đó là những gì mà mình muốn nói cho bạn, gì Requiem được búp cho update là trong cái admin vừa update mới cách đây mấy phút thôi nha các bạn nha. Đấy là đấy, nên là các bạn thấy như thế nào thì các bạn hãy comment kiếm mình dưới cho biết ha bạn ha. Đó thì Almighty sẽ có lợi của Almighty đấy, mình ví dụ như là nhân vật con Kaido này đó bạn, không giống Kaido các bạn, nhưng mình nói đại đi ha, nói chung con rồng các bạn, con rồng hay Luna nha các bạn nha, đây con rồng nè hoặc là Luna nè, chắc chắn như vậy nha, chắc chắn phải là Almighty cho mình nha. Tại vì sao, Requiem á đúng là có thể ngang thiệt, nhưng mà các bạn thấy cái tiền đặt ra không, 5.000 tiền mà các bạn xài Requiem đúng không các bạn, là đặt hai nhân vật, trời ơi chưa gì hết các bạn đi tháp mà các bạn tốn 10.000 tiền đặt ra là thấy thua rồi đúng không các bạn. Nên là có những nhân vật sẽ bắt buộc phải Almighty để cho cái tiền đặt rẻ ra hơn các bạn đó, nên là Almighty vẫn có cái chỗ đứng, nói chung là hơi bị lung lay các bạn ơi, hơi lung lay thôi ấy là vậy, chứ vẫn còn một chỗ đứng thôi bạn ơi, đúng không các bạn ha. Rồi thôi thì mình nghĩ là kết thúc đến đây ha, thì các bạn nào thấy hay cho mình xin một like subscribe con ha, để mình có động lực làm những clip hay nữa ha. Bây giờ thì bye bye.